Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì trời mưa khá là to, là mặt đường sau khi mưa nè các bạn. Bây giờ thì mình mới ra khỏi nhà được nè. Khu này chắc có bán đó. Làm gì không có, tìm được quá. Bây giờ là đi mua trứng về làm. Tôi làm hột gà nướng. Mà từ sáng giờ tính đi mà trời mưa không đi được. Bây giờ thấy mưa tạnh tạnh rồi. Bây giờ mình có mấy trứng? Không đi nữa, chắc có lóc. Lóc thì sao còn, mua thì lóc nữa. Mua đi ba nhà người ta ăn nữa chi. Không tính nữa, đem mình làm hết rồi. Bên kia chỗ bà nãy bán 240 á, thì chê mắc quá, qua đây mua 250 tiếu thiệt chứ. Trứng gà nhiều loại mà, không nói là trứng gà này á. Cái lòng đỏ, cái lòng đỏ nó to, nên là ngon. Này khổ chưa? Đúng thôi rồi. Đây cô bán trái cây rồi nữa. Trong khoảng 200 miếng thì được 250 thôi mắc. Trái cây, cam, có dưa lưới, kiwi. Có hành rồi. Có đi mua gì không? Mua chịu khó rồi. Vừa mua trứng xong các bạn. Bây giờ mình cũng có dùng sẽ đi tìm một cái ống tim để trứng ở bên trong. Rồng cho nó dễ nha. Mình sẽ đi chăm làm gì cắt tóc á hả? Con xào con sống tôi có rồi kìa. Mình muốn mua thì mua, muốn mua chết mua. Bóc kia để nướng hả? Hồ lạnh quá, hồ vô đây đi. Các bạn thấy chỗ này quen không? Cái này là cửa hàng Trăm Biên, ở clip trước mình có giới thiệu cho các bạn xem rồi đó. Ở đây thì bán rất là nhiều đồ nha. Hầu như là đồ gia dụng thì cái gì cũng có. Ở đây có bán cái loại vải này để làm nơ hay là bông gì nè các bạn. Nhìn khá là đẹp luôn, có rất là nhiều màu. Này thì mình không rành nha. Này chắc mấy bạn nữ, bạn nào khéo tay có thể làm được. Còn mình chịu thua. Cuối cùng thì cũng thấy rồi các bạn. Đây là cái mà cần tìm ngày hôm nay nè. Cũng may còn có 2 cái. Mua cái này đi. Mọi người có nhận ra rau này là rau gì không? Là tốt ghê không? Này người Việt hái ăn, mấy Nhật nó nhìn vô tưởng mình ăn cỏ không à. Thì nó sợ. Này rau răm nha. Ủa lộn lộn, này rau diếp cá chứ. Cá. Tốt ghê, lá tốt ghê, thơm phức luôn nha. Dời nha, mùi thơm. Chả da em hàng rau nè. Người Nhật nó trồng lúa vậy nè mọi người. Đây cánh đồng nó xới xả vậy ha. Còn mạ non á, đây non là thế. Mạ non thì nó sẽ để một góc vậy nè. Sau khi mua xong bây giờ mình bắt đầu thực hiện các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái dao hoặc là cái mũi kéo gì đó để mình khoét một lỗ nhỏ trên cái đầu của quả trứng này nè.
sau đó mình lấy một chiếc đũa để mình quậy bên trong cho lòng đỏ với lòng trắng trứng nó hòa vào nhau để xíu mình dễ lấy ra các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ lấy cái ống tim này, mình sẽ hút hết cái lòng trắng trứng ở bên trong trứng ra ngoài nha. Sau khi lấy trứng ra hết, mình sẽ đánh cho lòng đỏ và lòng trắng nó hòa tan vào nhau. Tiếp theo thì mình sẽ nêm nếm gia vị cho vừa ăn nha các bạn, như là tiêu, muối, đường, bột ngọt vậy. Tiếp theo mình sẽ lượt qua một cái khay để cho loại bỏ cái vỏ trứng còn sót lại, để xíu mình ăn mình không có bị vướng mấy cái vỏ trứng còn sót lại các bạn. Sau khi lượt xong thì mình sẽ bơm ngược cái trứng, phần trứng này vào trong vỏ trứng lại nha, để mình đem đi nướng á. Con tim bơm lên nhìn thấy nó dễ hả? Trước khi đem đi nướng thì mình sẽ hấp nó trước các bạn, hấp cho nó chín rồi xíu mình nướng lại. Trong thời gian chờ đợi nó chín thì mình sẽ lột bắp để làm bắp xào nha. Này thì nguyên tim ngồi xuống này lột vô hộp bắp mà. Đó thì trứng cũng đã chín rồi các bạn. Mình sẽ sắp nó lên cái bếp nướng để chuẩn bị nướng nó nha. Mình sẽ chỉnh thời gian để nướng nó. Tùy vào mình sẽ nướng khoảng 15 phút. Trong thời gian nướng đó thì mình sẽ đi xào bắp nha. Thì mình sẽ cho bơ vào. Mình có thể dùng dầu nhưng mà dùng bơ nó thơm nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho tỏi vào để phi lên cho nó thơm nha. Đợi tỏi vàng thì mình sẽ cho một ít hành vào, đảo đều lên cho nó thơm các bạn. Các bạn có nghe mùi nó không? Rất là thơm luôn á. Đợi hành và tỏi bắt đầu vàng thì mình sẽ đổ bắp vào nha. Hấp dẫn chưa? Đây thì mình sẽ cho con ruốc vào nha. Con ruốc này thì mình thấy trong siêu thị Yêu Mười cũng có bán nha bạn, đi ông cũng có. Bạn nào thích ăn cay thì cho một ít tương ớt vào. Đảo đều lên, phút này nhìn khá là hấp dẫn rồi. Bạn ăn được hầm thì bỏ hầm lên. Không có việc gì không bỏ hủ tiếu, tại nhớ mình rất là thích ăn hành nha, cho nên bỏ khá là nhiều. Rồi chỉ vậy thôi.
cứ đảo đều lên khoảng một vài phút gì đó xong rồi đổ ra dĩa là ăn được rồi các bạn. Thấy khói bốc lên hấp dẫn chưa? Mình sẽ làm một chén muối tiêu chanh để chút mình chấm với hộp gà nướng nha. Rồi mời các bạn cùng ăn với nhóm mình nha. Video đến đây cũng kết thúc rồi các bạn. Các bạn nếu các bạn thấy hay thì cho mình một subscribe và nhấn like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.